Thầy hướng dẫn em bài số 12 ở trang 48 nhé. Bác nông dân có 3 tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài A mét và muốn rào một mảnh vườn dọc của có hình thang ABCD như cái hình họa ở đây. Và 6. Ở đây là cái bờ sông. CD chính bờ sông, và bờ sông này thì không cần phải sử dụng hàng rào. 3 tấm rào này mỗi cái dài là A mét. Thế hỏi là bác phải rào như thế nào để được cái hình thang ABCD này nó có diện tích là lớn nhất. Thì chúng ta hình dung là ba cái thanh này thì AD, AB và BC này thì có thể là kéo cái CD này nó dài ra này, thì lúc AB nó gần với cái bờ sông hơn này, và co cái CD vào này thì cái AB nó gì? Nó lại xa bờ sông hơn này, đúng không? Đấy, vậy là có thể chứng tỏ là chúng ta có những cái cách bố trí khác nhau với ba cái thanh này. Nhưng vấn đề là bố trí kiểu như thế nào để cho được cái diện tích của mảnh vườn này nó lớn nhất. Thế thì đây thầy vẽ minh họa cho nó. Đây là bờ sông. Đấy. Minh họa cho nó tương đối thôi nhá. A, B, C, D. Được chưa? Thế thì việc mà nó cái CD nói một cách nôm na là nó co vào hay nó giãn ra nhiều hay ít, đấy là cái biến số nó thay đổi phải không? Rồi thì kéo theo là cái gì, từ AB và CD, từ A và B chúng ta hạ vuông góc xuống bờ sông CD này, chúng ta được gọi hai điểm này là E và F đi, thì chúng ta biết rằng là cái chiều cao của hình thang là AEA nó cũng sẽ thay đổi theo, phải không nhỉ? Thế thì ở đây sẽ có một có cái thay đổi, có nghĩa là có biến số. Vậy thì cái gì là cái thay đổi? Cái thứ nhất là DEA thay đổi, DEA về FC nó thay đổi đúng không? Vì chúng ta có thể co vào hoặc giãn ra. Thì kéo theo là AB nó sẽ gần bờ sông hơn hay xa bờ sông hơn? Có nghĩa là cái chiều cao AEA này thay đổi. Có hai thứ thay đổi nhưng nó phụ thuộc vào nhau. Cho nên chúng ta đặt một thứ thôi là biến x thôi. Thì tùy em có thể đặt AEA là x cũng được và đặt hoặc là DEA là x cũng được. Ở đây thầy chọn phương án là chọn đặt DEA là x gì? Cạnh AD này là A, cạnh AB này dài là A và cạnh BC này dài cũng là A. Thế thì chúng ta sẽ biểu diễn diện tích của cái mảnh vườn ABCD này theo A và X. Trong đó A là hằng số nào đó, còn X là biến số. Được chưa? Đấy. DE là X thì FC cũng là X. Vì thế chúng ta có ba diện tích hình thang thì bằng đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao chia đôi. Thế chúng ta sẽ biểu diễn chiều cao cũng theo A và X đã nhé. Thế chiều cao AEA này sẽ bằng gì? Xét tam giác ADEA này thì đó là hình là tam giác vuông, nên theo Pythagore chúng ta sẽ có là AEA bình cộng với DEA bình thì bằng AD bình. Cho nên là AEA sẽ được suy được ngay, AEA sẽ bằng căn bậc 2 của A bình trừ đi DEA bình, tức là trừ đi XC bình. Thế thì diện tích hình thang ABCD biểu diễn theo X trên chúng ta gọi nó là SX đi. S là diện tích, X là hàm ý nó là biến số. Diện tích của nó sẽ là một hàm phụ thuộc vào biến x. Đáy lớn là CD, CD thì bằng, chúng ta biết AB bằng A thì F cũng bằng A. Vậy thì đáy lớn CD nhân với đáy nhỏ cộng với đáy nhỏ là AB nhân với chiều cao là AEA rồi chia cho 2. Và bằng gì? CD chính bằng x cộng với A thành 2x cộng với A, cộng với đáy nhỏ là cộng với A nữa, nhân với chiều cao là nhân với căn bậc 2 của A bình trừ XC bình, tất cả chia cho 2. Mình co gọn lại đi thì nó sẽ là 2X cộng với 2A rồi chia cho 2 nữa, thì còn A cộng với X nhân với căn bậc 2 của gì? A bình trừ XC bình, đơn vị là mét vuông, phải không? Đấy, ta xây dựng được SX theo X, rõ ràng là X thay đổi thì gì? S cũng thay đổi theo, và làm sao để có được S lớn nhất? Thì bài toán trở về tìm giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ phải tính đạo hàm và là bảng biến thiên. S phẩy x sẽ bằng gì? Dùng công thức là U nhân với V đạo hàm. U nhân V sẽ là U phẩy, tức là A cộng x. Phẩy nhân V là nhân căn bậc 2 của A bình trừ x bình. Cộng với V phẩy nhân U, tức là cộng với căn bậc 2 của A bình trừ x bình đạo hàm. Nhân với A cộng x. A phẩy thì bằng 1 rồi, x phẩy thì A phẩy thì bằng 0 rồi, còn x phẩy thì bằng 1, nên cái đầu tiên chúng ta sẽ được căn bậc 2 của A bình trừ x bình. Cái thứ hai, khi đạo hàm thì A cộng x chúng ta giữ nguyên.
Còn căn bậc 2 của A bình trừ X bình thì chúng đây là một cái hàm hợp. Chúng ta nhớ nó bằng 1 phần 2 nhân với căn bậc 2 của A bình trừ X bình mũ bao nhiêu nhỉ? Căn bậc 2 của A bình trừ X bình đúng không? A bình trừ X bình thôi, chứ không phải căn. Mũ trừ 1 phần 2. Đúng không? Nhân với A bình trừ X bình phẩy, tức là nhân với trừ 2X. Thì cái phần co gọn lại thì nó dễ rồi, cho nên em tự rút gọn nó lại nhá. Để quy đồng thì mẫu thức A trừ X bình mũ trừ 1 phần 2 thì thực chất là 1 trên căn bậc 2 của A bình trừ X bình, đúng không? Chúng ta quy đồng mẫu thức chung là căn bậc 2 của A bình trừ X bình, thì co gọn lại mình sẽ được là trừ 2XC bình trừ AX cộng với A bình chia cho căn bậc 2 của A bình trừ X bình. Được chưa? Thế chúng ta để ý là ở cái đạo hàm này này thì mẫu của nó là một số dương rồi. Có tử. Tử sẽ ra sao? Tử là một cái tăng thức bậc 2. Dấu của f(x) phụ thuộc vào dấu của tử. Có đúng không? Đấy. Ở trên đây khi mà chúng ta đặt 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 DE bằng bằng x thì chúng ta quên mất cái điều kiện của x, nó là chiều dài cho nên nó phải lớn hơn không, phải không? Nhưng đồng thời nó cũng phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn bao nhiêu em? À, nó có được bằng dài đúng bằng a không? Vì chúng ta tưởng tượng rằng là nếu mà dài bằng a thì DE bằng a, EF bằng a, FC cũng bằng gì? Bằng a. Thế thì AB lúc đó nó bằng không hết. À xin lỗi, thầy nói nhầm, AE lúc đến nó bằng không hết. Đó, có nghĩa là ba cái thanh này nó xếp dọc bờ sông mất thì diện tích này bằng không, không được phải không? Cho nên nó phải gì? Nó phải nhỏ hơn a, phải không? Đấy rồi nhá. Thế chúng ta khảo sát cái tham thức bậc hai này theo gì? Theo biến x với điều kiện là x lớn hơn không và nhỏ hơn a, thế thì cho f phải x bằng không. Cho f về x bằng không thì suy ra là trừ 2x bình trừ ax cộng a bình bằng không. Được chưa? Đấy, phân tích cái này nhỉ. Ta suy ra được là x cộng a nhân với a trừ 2x bằng không, phân tích thành nhân tử thôi. Thì ta được nghiệm là a trừ 2x bằng không thì 2x bằng a, tức x bằng a trên 2. X cộng a bằng không thì x bằng trừ a. X bằng trừ a là chúng ta loại nhá, vì a nằm trong phạm vi từ x nằm trong phạm vi từ 0 cho đến a thôi, x bằng trừ a là chúng ta loại. Thì bây giờ chúng ta khảo sát lập bảng biến thiên x đây, f phẩy theo x đây và sx đây. Thì x chạy từ 0 cho đến a, đi qua giá trị đặc biệt là a trên 2 để đến bằng 0. Được chưa? Thế thì từ 0 đến a trên 2 là trong khoảng nghiệm, áp dụng nguyên tắc là trong trái ngoài cùng. Trong khoảng nghiệm thì trái dấu với hệ số a, tức là trái dấu với trừ 2x, trái dấu với trừ 2, xin lỗi thì nói nhầm, trái dấu với trừ 2, và trái dấu với trừ 2 thì nó phải là cộng. A trên 2 cho đến a là ngoài khoảng nghiệm, vì khoảng nghiệm của chúng ta là nằm từ bao, từ trừ a đến a trên 2 mà, để ngoài khoảng nghiệm nên âm. Vậy thì hàm nó đồng biến, nghịch biến, và rõ ràng là nó đạt giá trị sx là giá trị lớn nhất khi x bằng a trên 2. Đấy, từ bảng biến thì ta suy ra sx đạt giá trị lớn nhất khi x bằng a trên 2. Thì suy ra là sx max của sx với x nằm trong phạm vi từ 0 cho đến a nhé. À, ngoặc tròn thì đúng hơn, phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn a chứ không được ngoặc vuông, đúng không? Bằng s tại mấy? S tại a trên 2.
vẽ tại A trên 2 thì chúng ta thay nó vào thôi. Rồi, SX chúng ta vừa biểu diễn nó bằng gì? X cộng A nhân căn bởi 2 của A bình trừ X bình. Thì nó sẽ là gì? A cộng A trên 2 nhân căn bậc 2 của A bình trừ A trên 2 bình phương. Mình co gọn tiếp là A cộng A trên 2 tức là 3A trên 2 nhân với cái chỗ này là căn bậc 2 của gì nhỉ? A bình trừ A bình trên 4 hay bằng 3A trên 2 nhân với căn bậc 2 của 3A bình trên 4. Mình lại co gọn tiếp lại đi. Thì nó sẽ là bỏ A bình ra khỏi căn thì chỗ này sẽ là A 3 căn 3 bỏ cái này ra thì nó sẽ là 2 ra khỏi căn thì 4 này 2 vậy thì sẽ A 3 nhân với căn 3 A bình chia 4 đơn vị là gì? Mét vuông nhá. À, vậy bác nông dân sẽ phải rao làm sao? À, đặt ba cái thanh này sao cho DE này nó đúng bằng gì? A trên 2. Khúc này A trên 2, khúc này A trên 2. Nhá, tức hay nói cái khác là sao cho DC nó gì? Đúng bằng 2A. Được chưa? Thì lúc đó sẽ có diện tích lớn nhất, đạt được diện tích lớn nhất cho mảnh vườn và diện tích đó lớn nhất là 3 nhân với căn 3 nhân với A bình chia cho 4 mét vuông. Ok chưa?